Từ hôm nay em xa. Sao sáng giờ không ai đi toilet trơn vậy ta? Hôm qua mình với mình bán xoài nè, ăn vô là phải chột bụng, nhưng mà sáng giờ trước thế đi. Nhanh nhanh anh ơi, nhanh nhanh lên, lâu quá trời lâu à. Dạ. À, có người á. Ồ. Cố nhân. Ừ, chào, chào cậu. Chuyển qua đây làm hả? Thì nói chung là em cũng có số vốn. Ừ. Thấy là đầu tư vào cái lĩnh vực này nó cũng sinh lãi mỗi ngày anh. Khu vực này là khu vực sinh lãi. Vậy là chúc mừng cậu nghe. Dạ dạ dạ. À, ở đây có người rồi hả? Xin phép bây giờ tôi đi bên kia cũng được. Có người. Sếp sếp sếp. Man. Woman. À, nhưng mà bây giờ gấp quá thì mình cần nguyên tắc làm cái gì thì nó có một cái thì ai vô chờ chút xíu thôi không sao đâu. Thật ra là trước đây em cũng rơi vào cái trường hợp như vậy nè. Tôi cũng khó xử, rồi cũng phải nhào vô, rồi cũng bị người ta đuổi vì cái lý do là chú vô toilet nữ đó sếp. Giờ mới đi làm này nè. À, dạ. Cứ kệ mà thôi, bây giờ chuyện nó qua rồi, em có để ý làm gì. Qua đi, dạ. Cái chuyện đó. Nhưng mà cái phường mà gọi là đâm hơi á, cái phường mà dư hơi không biết làm gì. Cho nên là đưa vô đầu của nhân viên của mình những cái tư tưởng là lệch lạc. Rồi đâm ra là em vô có một lần à, rồi người ta nói em này nọ, rồi xem nghĩ đi, danh dự nào mà chịu nổi. Cả đời luôn, nó mang tiếng xấu cả đời, đi toilet nữ mà. Rồi người ta đuổi mình rồi. Giờ mình đau trong lòng mình đó sếp. Dạ. Tôi hiểu mà. Dạ, cậu dạ. Còn giận tôi, vô tôi đuổi về cậu gì. Em đâu có giận, mặt em đâu có giận, sếp mặt em là mặt không có giận. Cậu thấy không, nhờ như vậy bây giờ cậu làm cũng ra, đâu không làm còn nhân viên nữa. Cậu làm chủ ở cái này muốn gì nữa, đúng không? Dạ, dạ. Cái gì đó là cái gì thượng đế chúng ta do chúng ta mà lấy chúng ta cái gì đó thì đừng có buồn phiền. Dạ. Thì ngài sẽ ban chúng ta cái khác nó quý hơn nữa. Thấy không? Dạ. Thôi bây giờ cho tôi phép đi toilet nha. Dạ dạ. Nha. Khoan sếp. Chắc là sếp cũng đang có nhu cầu giải quyết thiệt sự hả? Đúng rồi, tôi đang đi dạo ở đây cái nó hơi chột một cái. Bữa nay thôi, mai mình quay lại mình đi. Ủa sao vậy? Đây mà sao không ngày mai sao được? Nói thì không có giấu gì sếp chứ làm dày. Thì cái chỗ của em làm thì cũng tất cả những cái gọi là những cái dụng cụ đây là mới hoàn toàn, mà nó cũng nhập từ nước ngoài về đó. Cũng lâu lâu nó cũng bị da chấn này nọ, cũng do cái tác động bên ngoài của mình nó nặng nhẹ khác nhau. Sếp là đi nặng hay đi nhẹ? Nó có liên quan gì tới cái vụ này? Dạ có chứ, giờ sếp cứ nói đi, đi nặng hay đi nhẹ. Cái đó thì là cái nhiều khi nó cái nguồn cảm hứng nó khi đó sao mình biết được. Là do cảm hứng của mỗi người. Đúng rồi. Nhìn cảm hứng bây giờ của sếp có quá nhiều năng lượng phải không ạ? Quá nhiều năng lượng. Thôi vậy ngày mai em chốt lại cái nên nè, ngày mai quay lại đây đi. Ủa sao vậy, tại sao bây giờ không đi bây giờ được mà phải cầu hư rồi, không ai đi được hết trơn á, cầu đang hư. Cầu đã. Dạ cầu đã. Cầu. Nặng quá. Cầu hư mà. Chắc mới hết. Đang hư chắc mới hết xong. Mới hết bây giờ, hết hư thì tôi vô. Hư nữa. Em gắn chip hết rồi. Có nghĩa là ở trong đây là cái khu vực toilet công cộng. Nhưng mà cái người cộng đồng của nó bao quay cũng rất là nhiều người khác nhau, những cái thể loại người nó cũng khác nhau lắm. Thôi. Dạ rồi, dạ rồi. Dạ. Tôi biết rồi. Dạ. Cậu là chỉ có cậu cái thù, tôi có vụ tôi đuổi gì cậu thôi. Em nào mà thù tôi nói thật với cậu luôn nè. Tôi đuổi gì cậu là đúng. Sao vậy? Cậu nghĩ sao? Cậu đàn ông, cậu vô toilet nữ mà cậu vô cô rình đập người ta vậy? Người ta không có coi như là tôi là đuổi cậu là không, là hay cho tôi báo lên trên cái là cậu còn mệt nữa đó. Nè. Em nói sếp nghe. Toilet nam nó kẹt người thì em đi qua bên kia em đi ké. Tự nhiên, sếp nghĩ đi, vô toilet nữ em ăn nhậu được gì hết trọng. Sếp nghĩ đi, ăn nhậu gì? Sao tôi biết được cậu ăn nhậu gì cũng đó? Tại sao người ta làm chứng người ta vô ta la cậu vậy? Thì thúc kệ đi. Nói chung là sếp phải tỉnh táo, sếp coi nhân viên sếp có lương thiện hay không. Tự nhiên sếp đuổi em ngang xương rồi bây giờ sao? Sếp nghĩ đi, giờ gặp lại người ta nói gọi là có nhân báo nhân, có quán em báo quán. Không phải, ý của em là em nói là bây giờ đó, mai đi cậu em đang hư không đi được đâu. Cậu làm như vậy á, cậu biết là nó giảm doanh thu của cậu không? Trời ơi, đây là cái khu vực sinh lãi mà sếp. Cho nên là bây giờ sếp mà không vô thì người khác người ta vô sợ gì. Em không quan trọng đâu, cắt lẻ mà, trời ơi. Bởi vì con người như cậu không bao giờ mà phát triển được hết trơn. Những cái chuyện nhỏ nhắn, ngay cái lỗi của mình không bao giờ nhận lỗi của mình. Cứ lúc nào cũng là thù vặt cá nhân như vậy. Tôi không ngờ cậu là người như vậy đó. Dạ rồi thôi bây giờ sếp cứ chửi em đi, rồi em coi là sếp chịu đựng được bao lâu. Tại vì nó là cảm hứng của mỗi người mà. Dạ. Ủa
Ờ Lâm, mày đâu đây? Vô quét rác vòng vòng công viên nè. Ừ, ổng đi vệ sinh mà không được. Đi ông đi này, ông... Không phải, ông này cũng khó quá, ổng làm khó cho vô. Ai làm khó mày? Ông chủ đây nè. Dạ, dạ em chào anh. Ủa sao ông cho khách đi vậy cưng? À dạ, cầu đang hư bữa nay bị nghẹt nước anh ơi. Ủa nó hư cái gì? Mới hư tức thời bị nghẹt nước á. Tôi sửa mới sửa mà làm gì nó hư? Em đâu biết đâu, sáng giờ bị nghẹt nước rồi khách đi không được. Anh này tới em kêu chờ cái nó có chờ đúng không anh? Nghẹt nước hả? Dạ. Đâu để coi coi. Ủa anh ơi, anh ơi. Ôi. Ê, nó có nghẹt nước đâu. Vậy là mới hết rồi đó, mới hết rồi đó. Mới bị hả? Dạ. Ủa vậy là ở đây là không phải chủ mà... Tôi mới chủ nè. Mày chủ hả? Ừ. Mày, ok. Đó giờ mày chơi với tao, mày thấy tao bình dân quen rồi mày. À, cũng đúng ha. Ừ. Rồi vậy nó ra cái chủ nhà vệ sinh hơn. Thì đó. Mày chủ vô rồi hả? Vô đi. Ok ha. Ok. Cảm ơn nhiều nha. Ừ. Ôi xe. Dạ. Anh cậu. Dạ. Ngày mai nghỉ việc. Ủa sao vậy? Làm khó khách hàng của tôi. Ủa đâu có, nãy giờ đâu có làm khó gì đâu. Chối nữa hả? Dạ. Nãy giờ tôi quét rác ngoài kia, tôi vừa quét tôi vừa coi camera nè. Hả?